Mọi thứ đã được giải quyết, Tuchel nói hôm 14 tháng 4 trong buổi họp báo trước trận Hoffenheim ở vòng 28 Bundesliga. Đình chỉ một trận và nộp phạt là hậu quả của những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã làm rõ mọi thứ để có thể tiếp tục tập luyện tích cực cùng nhau. Huấn luyện viên người Đức bênh vực Mên khi ca ngợi anh chuyên nghiệp đã nhận ra sai lầm, xin lỗi. Tuchel đồng thời than thở vụ việc đã bị thành viên Bayern tiết lộ cho truyền thông. Điều quan trọng là Mên lập tức trở lại tập luyện, điều đó cũng quan trọng đối với các cầu thủ, huấn luyện viên 49 tuổi nói. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có điều gì đó xảy ra trong phòng thay đồ, và chỉ được giữ ở đó. Như vậy thì chúng ta không phải thảo luận về điều đó như lúc này. Mọi người đều phạm sai lầm, nhưng tôi ước mọi thứ được giữ trong phòng thay đồ. Theo Target, Sen đã xúc phạm bằng cụm từ thằng mọi đen chết tiệt khiến đồng đội tức giận. Mên đã tranh cãi gay gắt gay trên sân, rồi đấm vào mặt Sen khiến môi cầu thủ người Đức chảy máu khi về phòng thay đồ. Các đồng đội nhanh chóng vào can ngăn để tránh ẩu đả leo thang. Sau khi toàn đội ra sân bay về Munich, Mên rời đi trên xe riêng, còn Sen đi xe bus cùng đội. Tuchel cho biết ông không thấy trực tiếp sự việc vì ở trong phòng huấn luyện và đã lập tức nói chuyện với những người có liên quan, các cầu thủ và ban huấn luyện, khi nắm được thông tin. Huấn luyện viên người Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết sự việc trước buổi tập tiếp theo. Hai ngôi sao của Bayern đã làm hòa và cũng xin lỗi các đồng đội về sự cố trong buổi họp toàn đội chiều 13 tháng 4. Khi ra sân tập ngay sau đó, Sen còn chung nhóm với Mên, cười đùa trong lúc khởi động và thậm chí còn đá cùng đội với nhau khi huấn luyện viên Thomas Tuchel chia đội hình đấu tập. Cách Sen và Mên giải quyết vấn đề và cách những người khác đối phó với sự việc giúp chúng tôi có thể bỏ lại mọi thứ phía sau. Toàn đội có bầu không khí tích cực ngày hôm qua và hôm nay, Tuchel nói thêm. Dù bị hành hung, Sen được cho đã xin ban lãnh đạo Bayern không ra án phạt nặng và phản đối việc thôi hợp đồng sớm 2 năm với Mên. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của sự việc khiến Bayern buộc phải hành động. Theo Goal, trước mắt tiền đạo Senegal bị gạch tên khỏi trận gặp Hoffenheim hôm nay và nộp phạt $555.000.